một nhân viên an ninh người Israel bị đâm trọng thương tại Jerusalem. Một kẻ tấn công người Palestine vừa dùng vũ khí sắc nhọn tấn công một nhân viên an ninh gốc Israel tại một trạm xe bus ở vùng thánh địa Jerusalem vào ngày Chủ nhật 10 tháng 12. Nạn nhân hiện đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, một người đàn ông Palestine 24 tuổi đến từ Tây Ngạn đã đâm trọng thương một binh sĩ tuần tra khi tiếp cận chiếc máy rà soát kim loại tại lối ra vào của trạm xe bus. Những người qua đường gần đó đã giúp khống chế nghi phạm rồi bàn giao đương sự lại cho các cảnh sát viên. Chính sách về Jerusalem của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã gây nên nhiều phẫn nộ tại các quốc gia trong thế giới Ả Rập. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cho rằng Israel đã chiếm đóng vùng East Jerusalem trong cuộc chiến vào năm 1967. Quy chế của thành phố này đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa phía Israel và Palestine.